Các anh chị em và các cháu, 30 năm trước thì chúng tôi làm đám cưới thì không có anh chị em ruột, không có bà con thì gần hết. Sau đó 30 năm sau, nhân dịp có tất cả các anh, các chị và các em là cùng bên Mỹ này, anh em chúng tôi làm lễ kỷ niệm 30 năm. Rồi mai mới nữa là tới 50 năm mình làm chút nữa. Rồi, xin mời mọi người. Cảm ơn tất cả các anh chị em và các cháu. Ôm đi. Xin mời tất cả mọi người có một bữa ăn vui vẻ. Nhớ không? Tới ngày đó. Cái gì đấy? Vui hả? Chúc có đại đăng ký hát bài 60 năm cuộc đời với tôi. Lòng ha. Năm mấy cách bên đó. Thôi lần trước đi nha. Lần trước không sân khấu được. Lắc nữa, lắc. Thôi.